Xin chào mọi người. Trong phần số 9 loạt series xoa chỉ thì NTT sẽ giới thiệu cho mọi người cái phương pháp mà xoa chỉ theo chiều dọc. Thì từ cái phần 1 tới phần số 8 thì mình đã tìm hiểu là xoa chỉ theo chiều ngang, rồi là mình sẽ đẩy một bi mục tiêu nó đi theo chiều ngang là song song với băng ngắn. Còn hôm nay thì mình sẽ đẩy bi mục tiêu nó đi lên là nó song song với băng dài, là xoa chỉ theo chiều dọc. Thì đây là mỗi cặp mắt kiếng mà mình hay gặp, thì mình sẽ xoa chỉ theo chiều dọc. Thì sau khi xoa chỉ theo chiều dọc thì nó ra được một thế cát như vậy. Thì bữa giờ mình sau khi mà mình xoa chỉ theo chiều ngang thì mình sẽ để cho một trái bi song song băng ngắn, nhưng mà với xoa chỉ theo chiều dọc thì mình sẽ ra một trái bi là cát dọc theo băng dài, song song với băng dài. Vậy thì cái thực ra xoa chỉ theo chiều dọc nó chỉ có một ứng dụng duy nhất thôi. Đó là khi mà hai bi mục tiêu nó sát băng và mình đang vào cái thế ken nghịch, thì mình sử dụng cái phương pháp này để mình chuyển thành ken thuận, thì mình sẽ sử dụng phương pháp này. Còn lại những trường hợp mà xa băng, nếu mà mình sử dụng phương pháp này thì nó thông thường nó ra một cái thế bi rất là khó và nó rất là nhanh tan bi. Và bây giờ NTT sẽ demo cho anh em.